Xin tiếp tục chào đón quý vị và các bạn, đặc biệt những người yêu cây và đặc biệt là những người mà đang theo dõi kênh Bonsai Tiến Sự. Hôm nay Tiến Sự vẫn ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. Vẫn ở vườn của anh Quang Trọc, Quang Thùy. Chúng tôi tiếp tục đang tạo tác một số những phôi tiếp tục ở tại vườn của anh. Đây là một trong những phôi chân dài. Còn nhiều nòng pháo thì chúng tôi đã hạ. Đây là phôi ba vai mà chúng tôi cũng đã hạ. Hôm nay còn tuyệt vời hơn là còn có phu nhân của anh Quang đích thân ngự giá vào để hỗ trợ cho ông xã việc này. Này làm gì cây không tốt. Của thì của chung, của riêng đâu. Tốt đến nỗi mà rễ nào cũng to. Đấy, lao thủng cứ vầm vập. À, lúc này thì anh quy hoạch lại các bạn nhé. Thu nhỏ, cho chậu nhỏ ấy lên như một cắt rễ là vượt rơi xuống rồi, không cần xong rồi. Đây là một phía mặt của một tác phẩm mang chân dài. Một loạt phôi cũng đã được đặt gọn vào một vị trí để anh dồn vườn, quy hoạch lại. Rất nhiều những nòng pháo đã được khắc phục. Thank you.
phải độn rồi. Tôi đang tiếp tục xử lý tác phẩm chân dài này. Các bạn thấy ở phía thân nó có một cái một cành, một ngọn gì đó. Và các bạn nhìn thấy một chữ một cái chạc súng. Sau đó thì đao về phía tay trái màn ảnh. Thân chính thì cũng có một cái đao về tay trái. Do đó ta có thể bỏ đi để cái thân nó đỡ ngẵng. Đến cái chỗ mà tôi vạch phấn thì các bạn nhé. Mặc dù cái rễ nó trống là khá khô, nhưng mà ta có thể đục cho nó bớt đi. Đây là mặt đằng này. Trên thì nó bị nặng đầu nên ta không tận dụng được các bạn. Đứng như thế nguy hiểm lắm, cái lưỡi cưa nó vào. Đứng ra đằng kia. Rồi. Các bạn thấy bây giờ nó thoát hẳn thân, sau đó thì sau này ta sẽ lấy một mầm nuôi một con tử lưng. Ta bỏ được cái chữ V đi, cái chặt súng đi. Đúng rồi.
Tiến sự xin chia sẻ với các bạn một chút về tại làm sao có những cái nốt đục. Có những bạn cũng đã đục rất là nhiều, nhưng mà đục thì các bạn chưa biết được các cái điểm đục. Ví dụ như ở đây nó có một cái đường này, do một cái rễ nó chảy xuống nó bám vào thân. Và ngày xưa thì rất nhiều những cây long chắp hay là cây trực mà người ta bó các cái cành vào, xong bắt đầu sau 5 tháng thì nó liền vào. Tuy nhiên thì nó vẫn để lại những cái đường sọc mành mành này. Thì nhìn chúng ta cảm nhận là nó không đẹp, trông nó nhiều mành mành quá, nó là một cái đường thẳng. Và do đó thì ta có thể, nếu mà con mắt ta có thể nhìn, ta sẽ tạo lên một cái vết đục. Và cái vết đục này nó ở giữa cái này, nó sẽ xóa được cái đường thẳng này đi. Bởi vì chúng ta chơi thì tất cả những cái đường thẳng gần như là chúng ta không thích, nên là chúng ta bớt được nó đi, bớt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Các bạn nhé, các bạn thấy video của Tiến Sự hay nhớ like và chia sẻ. Khi mà ta đục được một cái vết đó thì cái sọc, cái đường thẳng đó nó sẽ bớt đi. Và cái thân nó sẽ bị hóa lẫn lộn với nhau. Ở rễ và thân nó là một. Rồi các bạn thấy cái vết đục đó nó tạo lên một cái hang và xóa đi cái đường thẳng. Nhà hộ cái bao tay xuống. Đó, tác phẩm này mang tên Lão Tiên Hồi Xuân. À, Lão Mai nhưng mà Lão Tiên. Ấy, vợ ông chủ đó, vợ chủ vườn đó. Đó, chúng tôi đang cố gắng kết thúc chiến dịch tại Khói Châu. À chú ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này cây xanh được mang tên Lão Tiên Hồi Xuân. Tại vườn của anh Quang, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. Lúc này còn có rất nhiều anh em đến hỗ trợ. Nhưng mà điều đặc biệt đó là còn có phu nhân của anh Quang. Không biết là anh Quang chơi cây này chị có ủng hộ, chị nhà có ủng hộ không? Có ủng hộ anh ạ. À, ủng hộ hết mình đúng không? Như này thì tuyệt vời rồi. Anh Quang đúng là một người đúng là tuyệt vời. Có được người phụ nữ ủng hộ như thế này thì phải nói là một trong những người đam mê. Chúc cho anh chị tiếp tục với cái niềm đam mê này, hăng say và luôn luôn trẻ trung. Cố gắng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video này Tiến Sự thực hiện tại vườn của anh Quang Thùy. Có lẽ cũng xin được kết thúc ở đây. Và lúc này tất cả anh em cũng đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành. Từ bên cắt sửa cho đến bên có một số anh em hỗ trợ để ngày mai chuyển sang chậu dồn để anh có công việc. Sau đó thì mới lại đưa ra. Xin video này Tiến Sự xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn chuẩn bị bước vào những ngày cuối tuần sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Và xin cảm ơn.